Xin chào các anh chị và các bạn đã trở lại với những cái chuỗi ngày mình hướng dẫn cái bài thực hành sử dụng Word nha các anh chị nha. Hôm nay mình qua cái bài số 3, bài thực hành số 3. Thực ra cái bài này thì nó cũng cực kỳ đơn giản mà thực ra cũng không có cần thiết để học đâu. Nhưng mà do trong Word có đôi lúc chúng ta cũng cần dùng đến nên mình sẽ hướng dẫn sơ cho các anh chị. Cái chức năng bullet and numbering, tức là cái đánh cái số thứ tự ở đầu nè anh chị nè. Cái này trong này mình làm cái ví dụ thì nó ít thôi. Đối với số 1, số 2, số 3 thường các anh chị chúng ta đánh văn bản, chúng ta đánh luôn một chấm rồi chúng ta đánh nội dung đó, nên là chúng ta cũng ít quan tâm đến cái chức năng numbering này, hoặc là những cái ký tự này các anh chị quan tâm này, quan tâm những cái ký tự này tại nó không có trên bàn phím. Vì nó không có trên cái bàn phím nên là khi mình nhìn thấy những cái này mình không biết nó ở đâu. Cũng có một số các anh chị cái bài trước chúng ta học là về cái symbol ấy, thì các anh chị cũng vô đó các anh chị tìm các nhìn insert ra. Thì hôm nay mình có cái chức năng bullet này thì nó cũng tương đối là tiện lợi trong cái định dạng văn bản này, mình cũng nhanh hơn nha các anh chị ha. Vì cái nội dung này nó ngắn lắm, nó dễ dàng lắm, nên mình cũng có ghép thêm vô đây, mình lồng thêm vô đây một cái khung như thế này đấy các anh chị. Lát nữa mình hướng dẫn thêm cho cái thời gian của cái bài chúng ta nó khoảng chừng 15-17 phút gì đó, để cho các anh chị chúng ta có một cái buổi thực hành sao cho nó cũng có nhiều cái nội dung để các anh chị nắm được hết ha các anh chị ha. Thì để bắt tay vô cho bài thì mình cũng sẽ sử dụng, mình sẽ gõ trước những cái văn bản này. Nên mình chỉ định dạng thôi, hướng dẫn các anh chị định dạng thôi để tiết kiệm thời gian. Thì mình cũng sẽ để cái link để tải cái file này về ở dưới cái phần mô tả của video để cho các anh chị tiện tải về chúng ta xem cái yêu cầu để chúng ta thực hành. Còn vẫn tiếp tục, nếu như các anh chị nào mà cần cái quyển tài liệu thực hành này thì các anh chị cứ nhắn cái địa chỉ, mình sẽ gửi về cái quyển cho anh chị để anh chị tiện chúng ta đỡ phải đi lại in ấn này kia nếu mà khó khăn ha anh chị ha. Rồi để bắt tay vào việc thì mình sẽ mở cái file văn bản mình đã chuẩn bị sẵn ra để chúng ta bắt đầu định dạng. Đây các anh chị, cái file mình đã chuẩn bị sẵn, trong đó những cái nội dung các anh chị chưa có định dạng được, các anh chị cứ gõ văn bản bình thường thôi ha các anh chị ha. Đây cứ gõ văn bản bình thường thôi. Ở dưới này cái mục ở trên bên cái yêu cầu á, đây cái yêu cầu này các anh chị nè. Trên cái yêu cầu của cái đề thì nó có cái khung, thì sở dĩ ở đây mình chưa có kẻ khung, mình lát mình hướng dẫn cho các anh chị luôn. Cái nội dung đó mình cũng chưa có cái buổi nào để mình hướng dẫn cho các anh chị nha. Bây giờ chúng ta bắt đầu, chúng ta định dạng từ trên xuống dưới, chúng ta coi lại cái yêu cầu của đề. Ở đây tiêu đề của chúng ta chữ đậm ra giữa, một lớn chữ đậm, hai lớn chữ đậm, A B chữ nghiêng. Đây những cái này mình làm nhanh thôi, cái này chúng ta học nhiều rồi các anh chị ha. Mình bôi đen, mình cho ra giữa, mình in đậm là xong rồi. Một lớn in đậm, hai lớn mình bấm Ctrl B cũng là in đậm. A nhỏ này vừa in đậm vừa in nghiêng, mình bấm Ctrl B và Ctrl Y. C này cũng vậy, mình bấm Ctrl B và Ctrl Y ha các anh chị ha. Rồi ở đây nó còn có một, rồi cần tuyển cũng đậm luôn, chức danh cũng đậm, yêu cầu cũng đậm, hồ sơ xin việc cũng đậm. Cần tuyển chúng ta đậm, chức danh chúng ta in đậm, Ctrl B, yêu cầu chúng ta in đậm, Ctrl B, hồ sơ xin việc chúng ta in đậm, Ctrl B ha các anh chị ha. Rồi cái công ty hóa chất này cho ra giữa gạch dưới này, công ty hóa chất chúng ta cho gạch dưới mà Ctrl U, ra giữa chúng ta Ctrl E, cần tuyển thì cũng ra giữa luôn, mình cũng Ctrl E luôn đó. Vậy thì nó xong một số cái hồ sơ xin việc, những cái này nó in đậm lên, chỉ cho in đậm lên. Đó, là tương đối rồi các anh chị ha. Rồi bây giờ đến cái phần mà sử dụng cái numbering số 1, số 2, số 3 này. Ở bên này mình cũng chưa có đánh. Thực ra nếu mà các anh chị đánh 1 và chấm ra vậy nó nhanh hơn các anh chị ha. Nhưng mà để áp dụng trong nó nhiều, với lại cho nó thứ tự nhiều khi, ví dụ như các anh chị làm một cái danh sách nó khoảng chừng 200-300, mà các anh chị đánh số 1 rồi xuống hàng số 2, nhiều khi các anh chị nhầm tới số 149 rồi các anh chị nhầm số 151 hay sao đó, nó lạc đi mất đi đâu một số, hay là nó dư ra một số, nó thiếu một số, cuối cùng cái dữ liệu của mình in ra mình đưa cho người ta nó sai. Thì ở đây mình sẽ sử dụng cái chức năng bullet and numbering ở trong máy tính, nó có sẵn ở trên này nè các anh chị nè. Các anh chị để ý đây, mình phóng to lên đây, ở trong cái khung
paragraph đây nó có cái chức năng các anh chị đưa chuột vô nó là bullet này các anh chị nè, anh chị đưa chuột vô đây nó là numbering này, anh chị quan tâm mình hai cái vì ở đây nó là số 1, số 2, số 3 nó là con số, nó là number nên mình bấm vô cái chọn cái mục numbering này anh chị ha. Đây mình bấm vô mũi tên nó có cái loại là số 1 chấm cái, 2 chấm cái đây hoặc là bên này một mở ngoặc đây các anh chị ha. Đây thì mình chọn cái loại này, mình chọn loại này và kết quả ở dưới chúng ta được rất là nhanh, rất là nhanh ha các anh chị ha. Đó, giống với yêu cầu của cái đề mình mở lại đề đây 1, 2, 3 rồi tương tự ở dưới này cũng vậy, một nhỏ hai nhỏ rồi a b hoặc là cái bullet là cái kiểu này đây cái dạng đó thì các anh chị đây anh dạng bằng bạn đây một nhỏ hai mỏ chúng ta cũng tiếp tục như vậy, chúng ta cũng chọn những cái bullet đây anh các chị nó sẵn là một nhỏ hai nhỏ này rồi tương tự như vậy ở cái chỗ này nó là cái hình nó vuông này nè, cái bullet là cái kiểu cái mẫu này nè thì mình vô mình tìm cái mẫu đó thôi anh chị ha. Chúng ta bôi đen ba cái dòng này và hồi nãy chúng ta chọn numbering thì bây giờ chúng ta chọn cái bullet nè, đây các anh chị nó có sẵn ở đây nè. Thì có một số vì lý do là máy của mình hay sử dụng những cái bullet này nên nó có sẵn ở đây. Nếu như mà các anh chị nào mà máy mới chúng ta chưa có xài Word bao giờ, khi chúng ta làm cái này chúng ta không thấy những cái này thì anh chị vô cái phần define new bullet của mình nè, anh chị bấm vô đây nè. Đó, trong này nó có cái phần symbol này các anh chị nè. Đó, và các anh chị vô đây các anh chị tìm. Đó, các anh chị tìm cái nào mà nó giống các anh chị ha, giống như cái bảng hôm bữa thôi, giống như cái bảng hôm bữa chúng ta học symbol ấy. Các anh chị tìm ví dụ như mình thích cái hình trái tim này đi, mình bấm vô cái hình trái tim này, bấm vô hình trái tim mình chọn ok. Đấy, mình chọn ok tiếp tục. Đấy, thì nó ra cái hình trái tim ở ngoài cho mình nhé các anh chị nha. Rồi đây nó cũng liệt kê ra cái hình trái tim cho chúng ta nè các anh chị. Đó. Vậy thì đối với cái bài này người ta dùng cái này thôi, mình cứ dùng cái bullet này nha các anh chị nha, mình chọn bullet này. Còn nếu như mà anh chị muốn cái khác thì các anh chị cứ define cái new bullet, chúng ta chọn cái bullet mới ra, chúng ta đưa ra. Đây mình chọn vào đây cho nó đúng mẫu nha các anh chị ha. Rồi. Tiếp tục ở cái mục B, mục B nó là dấu gạch. Dấu gạch đầu dòng. Đây mục B nó là dấu gạch đầu dòng nha các anh chị nha. Tương tự như vậy, chúng ta tìm cái dấu gạch đầu dòng ở trong này. Ở đây nó không có dấu gạch đầu dòng. Vậy thì mình sẽ define một cái new bullet mới. Đây, mình sẽ tìm nha các anh chị nha. Mình tìm. Khi anh chị chúng ta tìm được rồi thì chúng ta bấm ok nha các anh chị nha. Bấm ok, nên chúng ta bấm ok. Đây, nó ra cho chúng ta ha. Đơn giản. Rồi, tương tự ở trong cái mục số 3, chúng ta coi lại cái yêu cầu của cái đề. Mục số 3 người ta có những cái dấu mũi tên như thế này. Đây, cũng vậy luôn. Các anh chị cũng bôi đen bốn cái yêu cầu này. Chúng ta chọn cái bullet. Ở đây nó cũng có luôn, không có sẵn này các anh chị nè. Nếu không có sẵn chúng ta lại tiếp tục chúng ta tìm. Thì nói chung thì nếu như các anh chị mà làm cái bài này lần đầu á thì chúng ta cũng cố gắng chúng ta tìm thôi. Chúng ta tìm để chúng ta nhớ được những cái bullet, những cái tự nó nằm ở đâu, những cái tự đặc biệt nó nằm ở đâu để sau này chúng ta soạn thảo chúng ta lấy ra nhanh hơn nha các anh chị nha. Ở đây mình cũng có sẵn những cái thường xuyên mình sử dụng, bấm vô nó chọn được thôi các anh chị ha. Rồi như vậy là chúng ta cũng xong được cái phần ở trên rồi đó, xong được cái phần ở trên rồi các anh chị ha. Rồi tiếp theo ở dưới chúng ta coi lại cái yêu cầu này các anh chị. Chỗ chức danh nó là một nhỏ hai nhỏ ba nhỏ, chỗ yêu cầu nó là dấu chấm và chỗ hồ sơ xin việc nó là cái ngón tay chỉ ra ha các anh chị ha. Rồi tương tự như vậy ở chỗ chức danh mình cũng bôi đen luôn và tiếp tục như vậy số 1, số 2, số 3 nên mình chọn số 1, số 2, số 3 là numbering các anh chị nè. Đó. Rồi ở mục yêu cầu mình cũng bôi đen, bôi đen ở mục yêu cầu nãy chúng ta coi nó yêu cầu chúng ta là cái dấu chấm tròn đây nè các anh chị nè, dấu chấm tròn đấy mà cũng tương tự nếu như không có thì các anh chị cứ define new bullet mới nha. Ở đây chúng ta có sẵn là bấm vô nó ra cho chúng ta nó là nhanh. Rồi tương tự cái hồ sơ xin việc, hồ sơ xin việc nãy bên kia chúng ta yêu cầu chúng ta thấy là cái bàn tay nó chỉ ở đây nó không có thì mình phải define một cái new mới, mình chọn cái symbol, chọn cái symbol các anh chị ha. Ở đây cái symbol này mình sẽ tìm ở trong cái window có không, có chỗ đây chỗ cái ngón tay nó chỉ này các anh chị nè. Bấm ok ok đó nó ra nha các anh chị nha. Rồi đó, vậy là cái bài chúng ta rất là nhanh. Còn ở dưới này là cái khung có cái đường viền là những cái dấu gạch như vậy thì cũng hướng dẫn anh chị nhanh thôi. Thì đầu tiên các anh chị enter xuống hàng, chúng ta xóa cái này đi, chúng ta enter xuống hàng này các anh chị nè.
nó chèn cái khung như đây. Thì cái chuyện chèn khung này nó có rất nhiều cái kiểu để nó chèn cái khung lắm các anh chị, nó rất là nhiều cái cách để chèn cái khung. Thì cách hôm nay mình hướng dẫn anh chị vẽ một cái khung ha, vẽ một cái khung. Bữa sau, những cái buổi sau mình sẽ hướng dẫn cho anh chị làm những cái khung bằng những cái thao tác khác. Ở đây các anh chị chọn cho mình cái menu insert. Trong cái menu insert này nó có cái menu shape này, nó có rất là nhiều cái hình vẽ này các anh chị nè. Mình lấy đại cái hình đây, ví dụ cái hình này, cái text box này các anh chị. Cái tên nó là text box, các anh chị bấm vô ra đây, anh chị kéo ra đó, anh chị kéo ra đó, là nó ra cho chúng ta cái khung các anh chị ha. Việc của mình kéo cái khung nó lên đây xíu nè các anh chị đó, mình kéo cái khung lên đây xíu, bắt đầu mình bôi đen cái chữ này nè các anh chị, bôi đen hết cái chữ này, các chị nắm, các anh chị kéo vô cũng được đó. Mình cần chôn Z lại nó trở lại, nếu các anh chị không nắm kéo vô quen tay thì chúng ta chuột phải, chúng ta chọn cách rồi chúng ta bấm chuột vô đây, chúng ta chuột phải ở đây, chúng ta chọn dán ra. Ha, mình cần chôn Z lại các anh chị, chán ra chúng ta chọn đây, nó giữ nguyên cái định dạng cho chúng ta ha các anh chị ha. Đó, hoặc là nếu các anh chị dùng phím tắt đây, nếu các anh chị dùng phím tắt thì chúng ta bôi đen hết nè, chúng ta cắt đi, chúng ta cần chôn với chữ X các chị ha. Rồi mình bấm vô đây để dán ra là cần chôn với chữ V, dán ra nó dùng phím tắt. Vậy mình thao tác nhiều cái cách để cho các anh chị có thể nắm được. Sau đó mình kéo cái khung xuống như này lại ha, mình kéo khung xuống này lại. Vậy thì cái yêu cầu của cái thông tin ở trong này nó ra giữa thì mình tiếp tục mình căn nó ra giữa bằng cái phím tắt là Ctrl E đó, các anh chị ha, mình bấm Ctrl E rồi nè, thì nó ra giữa, nó căn ra giữa cho mình nè nha các anh chị nha. Rồi ở việc tiếp theo ở trong cái viền này, ở bên cái bài, bên cái đề yêu cầu người ta là những cái gạch ngang, những cái dấu trừ, những cái gạch ngang như vậy, thì giờ mình đây mình sẽ định dạng nó. Các anh chị bấm chuột phải vô giúp mình, chúng ta chọn cái format shape này các anh chị nha, format shape ha. Thì cái mục đó là cái đường line, cái fill là cái hình nền ở trong, một là cái đường line này các anh chị. Ở đây nó đang có cái đường line của mình là solid line các anh chị ha. Đây nó có rất là nhiều kiểu, rất là nhiều kiểu, anh chị cứ chọn đây cái kiểu này, kiểu dấu trừ mà đề yêu cầu nè. Ở đây mình cho cái độ width của nó rộng hơn xíu đó, để cho mình dễ thấy các anh chị ha. Cho lên 2 đi đó, cho nó dễ thấy đó, mình đóng lại nè đó. Vậy là các anh chị thấy được là chúng ta có được cái khung, những cái đường đường kẽ, đường viền là những cái đường gạch kẽ đó. Như vậy là chúng ta xong được cái bài, bài hôm nay cũng tương đối ngắn và tương đối đơn giản thôi. Các anh chị chịu khó chúng ta thực hành nha. Nếu các anh chị có thắc mắc gì thì các anh chị cứ liên hệ, mình sẽ hỗ trợ giải đáp cho các anh chị. Bài hôm nay cũng ngắn thôi, các anh chị chịu khó chúng ta gõ lại nội dung rồi chúng ta thực hành. Chúc các anh chị có một cái buổi thực hành thành công. Xin chào các anh chị.